Mùa xuân mới đang về, sông Lô lại có thêm những xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bức tranh nông thôn mỗi làng quê đã và đang từng ngày đổi mới. Bước vào xây dựng nông thôn mới, huyện sông Lô được xem là đơn vị khó khăn nhất tỉnh. Nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm thay đổi diện mạo quê hương của cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện sông Lô, gần 4 năm qua, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều khởi sắc. Những công trình được hoàn thành từ chương trình nông thôn mới không chỉ khẳng định sự đồng lòng của nhân dân mà còn là tiền đề quan trọng để mỗi địa phương phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Cái lợi ích mà do thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại là rất đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh đó thì vẫn còn có những cái khó khăn mà chúng ta cần phải tập trung để khắc phục, đặc biệt là trong cái việc huy động sức dân. Và chúng tôi xác định rằng nếu như cái chương trình, chúng ta xác định rằng đây là chương trình là của dân, do dân và vì dân. Và nếu như chúng ta không huy động được sức dân thì sẽ rất khó thành công. Vì vậy mà trong cái việc huy động sức dân là một cái điều có thể nói là cốt lõi trong cái việc quyết định tới cái việc thành công trong cái xây dựng nông thôn mới. Ngoài sự thay đổi rõ nét về đời sống vật chất tinh thần của người dân, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm tại hầu hết các địa phương trên địa bàn huyện đều đầu tư đồng bộ. Đến nay, ngoài 5 xã đã hoàn thành chương trình nông thôn mới theo tiêu chí của quốc gia, tất cả các xã đã đạt từ 10 tiêu chí trở lên. Những công trình nông thôn mới đã và đang mang lại những lợi ích thiết thực phục vụ nhu cầu chính đáng của nhân dân. Sau khi mà hoàn thành cái chương trình nông thôn mới ra thì chúng tôi vẫn tiếp tục là vận động nhân dân tiếp tục là phát huy những cái theo cái 19 tiêu chí là chúng tôi vẫn tiếp tục tiến hành. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới, nhân dân trên địa bàn huyện đã đóng góp hàng chục tỷ đồng, trên 40.000 ngày công và trên 200.000 mét vuông đất để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí khó khăn như giao thông, cơ sở vật chất, nhà văn hóa, thiết chế văn hóa. Tuy nhiên, để giữ vững phát huy những kết quả đã đạt được từ chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền huyện Sông Lô cần tăng cường công tác chỉ đạo tuyên truyền để mỗi gia đình, mỗi người dân chung tay hưởng ứng. Khi thực hiện thành công cái việc xây dựng nông thôn mới ở các xã chúng tôi đã hoàn thành thì chúng tôi đánh giá rằng có rất nhiều những cái lợi ích mà người dân đã được thụ hưởng, kể cả về kinh tế, văn hóa và xã hội, đặc biệt là từ cái việc huy động nhân sức dân để mà xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi thấy có một cái kết quả rất là nổi bật, đó là cái củng cố cái tình làng nghĩa xóm, huy động được cái sức mạnh của khối đại đoàn kết trong nhân dân. Về mặt kinh tế thì chúng tôi thấy rằng như vậy là cũng các thiết chế của xây dựng nông thôn mới cũng đã đem lại những lợi ích rất đáng kể, đặc biệt là về giao thông nông thôn. Con đường về đích không còn xa, bức tranh nông thôn mới từ mỗi làng quê trên huyện mới Sông Lô đang dần hoàn thiện. Dù vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận của nhân dân, chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện sẽ được thực hiện theo đúng lộ trình.